Chương trình Hò hẹn với đoàn số tháng 3 năm 2020 có chủ đề Vững tay nghề, sáng tương lai. Đây sẽ là cơ hội để các chuyên gia cùng chia sẻ và giải đáp các thắc mắc về vấn đề thanh niên học nghề và thành công từ nghề. Chương trình lần này có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân trong vai trò MC của chương trình. Ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bạn Trương Thế Diệu, huy chương bạc kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Để tương tác trực tiếp, xin mời các bạn cùng đón xem và comment đặt câu hỏi tại fanpage của Truyền hình Thanh niên, Báo Tiền Phong, Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn. Chương trình được livestream vào 15 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2020.